Ngày 6 tháng 10, Công an xã Cư Bông, huyện Ika, tỉnh xác nhận, đơn vị vừa phối hợp với các thám thính của Công an huyện, truy bắt nghi phạm giết người rồi bỏ trốn ăn đâu tối 4 tháng 10. Theo đó, ăn đâu khoảng 22 giờ 30 tối 4 tháng 10, người thân nghe tiếng kêu cứu thất thanh của anh Hà Văn Quang 42 tuổi, xã Cư Bông. Khi đến nơi, mọi cá nhân bắt gặp anh Quang đã nằm gục bên dưới đất với nhiều vết thương. Đồng thời, mọi cá nhân thấy đối tượng người dùng Hoàng Văn Tưởng bỏ chạy khỏi hiện trường. Do bị nhiều vết thương chí mạng, nạn nhân Quang đã tử trận trong đêm 4 tháng 10. Nhận cung cấp tin về vụ việc, lực lượng công an huyện Ika đã phối hợp với các đơn vị liên quan, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời truy bắt nghi phạm Tưởng để đáp ứng công tác điều tra. Tuy nhiên, ngay trong đêm 4 tháng 10, Tưởng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Nhận định đối tượng người dùng chưa đi xa, lực lượng công an đã bố trí, chốt chặn nhiều điểm để truy bắt Tưởng. Đến khoảng 11 giờ trưa 5 tháng 9, khi Tưởng mua rượu, vừa đi lang thang, vừa lóng dọc đường thuộc thôn 21, xã Cư Bông, thì bị các thám thính bắt giữ. Tại trụ sở công an, bắt đầu Tưởng đã khai nhận về hành động dùng dao đâm nạn nhân Quang. Được biết, anh Đô 2007, Tưởng đã dùng dao đâm anh Đô bụng anh Quang, anh bị kết án 3 năm tù giam. Hiện vụ việc đang lực lượng công dụng liên tục điều tra, giải quyết và xử lý theo quy định.